Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm bữa thì tôi có lách cho anh em cái kỹ năng lên tử kim của con Lữ Bố rồi. Và trong video đấy thì mình có đi khá là chi tiết về tất cả những cái có xuất hiện ở trên màn hình. Đấy, tất cả những cái mà xuất hiện trên màn hình này. Đấy, từ những cái nguyên liệu để nâng cấp và cách để chúng ta có thể nâng cấp được một con tướng từ bạch kim lên tử kim là như thế nào, điều kiện là ra sao, thì những cái đấy hay là những cái nguyên liệu trên này kiếm ở chỗ nào, hay là những cái chỉ số này thì khi nào cộng thì nó sẽ tăng và nó sẽ tăng như thế nào đấy, thì mình có chia sẻ hết ở video của bạch kim của tử kim lữ bố rồi đấy, trong video mình làm rất chi tiết với mọi người. Hay là anh em nào muốn xem lại rõ ràng cái chi tiết về việc nâng cấp một con tử kim trong tân ông JQ thì các bạn có thể xem lại cái video đó đấy. Còn một số những cái điểm ví dụ như là các cái nguyên liệu này cụ thể nó là cái gì khi mà ra mắt ở bản Việt Nam thì ở thời điểm hiện tại bây giờ chưa có thể nắm rõ được đấy, bởi vì bản Trung Quốc vốn dĩ là nó có sự khác biệt so với bản Việt Nam khá nhiều đó. Bản Việt Nam theo bản đài cơ, và đài thì bây giờ chưa update lên tử kim nên là chưa nắm được đấy. Còn một cái vấn đề nữa đó chính là khi mà nâng cấp lên tử kim ấy thì sẽ không thay đổi về ngoại hình. Đây là một cái khá là tệ, mình cũng thấy là tệ của game, khi mà một bậc update rõ ràng là mới thì nó không sự mới mẻ trong game. Như vậy sẽ là không làm cho người chơi cảm thấy thú vị khi mà trải nghiệm, nó chỉ đơn thuần là tăng thêm kỹ năng để làm cho tướng nó mạnh hơn thôi, nhưng mà nó không thay đổi mặt tạo hình, và trong khi việc nâng cấp nó cũng khá là khó thì hơi buồn một chút. Rồi, đó tất cả những cái mà mình chia sẻ. Tất nhiên là về tạo hình đã không thay đổi, tôi khẳng định mọi người animation chắc chắn cũng không đổi cái con mẹ gì cả. Bạch kim nó đã thay đổi về ngoại hình mà animation nó đã không đổi rồi thì không thể nào lên tử kim mà lấy cái ngoại hình nó còn không thay đổi nữa, thì không thể nào có cái câu cao, có cái câu chuyện là cái animation nó lại đổi cả, đúng không? Rồi, còn về kỹ năng của con tử kim Chu Du, hiện tại bây giờ cá nhân tôi nắm được thông tin ấy thì có Lữ Bố, Chu Du, Gia Cát Lượng, Trương Liêu, bọn Tào Tháo Lưu Bị kiểu thì như là mới lên được tử kim thôi sao ấy. Đấy. Đây, đây là kỹ năng của con tử kim Chu Du. Đấy, tử kim sẽ mở khóa kỹ năng vô song, kỹ năng này gọi là kỹ năng vô song các bạn. Đấy, kỹ năng gọi là kỹ năng vô song. Kỹ năng của Chu Du là lưu quang tù ảnh. Đấy, tăng đến tử kim sẽ mở khóa. Khi mà kích hoạt cái kỹ năng vô song sẽ nhận 300 điểm nộ khí này. Đó, tăng 40% sát thương kỹ năng của bản thân và tăng 30% sát thương phép cho tất cả các mưu sĩ của phe ta. Đấy, nghĩa là team này đi với Chu Du có càng nhiều mưu sĩ thì càng tốt. Đó. Khi có Chu Du trên trận sẽ giảm toàn bộ tướng địch 30% pháp phòng thủ phép ấy. Đấy. Và giảm 20% miễn thương phép. Đó. Kỹ năng của Chu Du nói chung là so với Lữ Bố thì tôi thấy nó không hay bằng, cá nhân tôi thấy là vậy, kỹ năng của Chu Du không hay bằng, nó cũng khá ngắn và tôi cá nhân tôi cũng thấy là nó không có cái gì đặc biệt lắm. Đó, như kiểu kỹ năng của con Lữ Bố, kỹ năng của Lữ Bố nó hay hơn, vừa có sát thương vừa boost team xong rồi còn có cả đánh lui các kiểu, coi như là nó là khống chế đi. Ừ, tôi thấy nó ngon hơn rất là nhiều. Còn kỹ năng của Chu Du thì nó khá là nhạt, nghĩa là tôi thấy nó nhạt. Tất nhiên là cái lượng sát thương, sát thương kỹ năng hay là sát thương phép tăng cho mưu sĩ là ok này, nhưng mà đâu phải là lúc nào dùng trong team Chu Du là cũng bắt buộc phải có mưu sĩ đâu, đúng không? Bởi vì bây giờ sau cái thời đại của trước cái thời đại của bọn tử kim thì cái bọn tướng mà gọi là tướng bạch 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 kim nguyên bản ấy, nghĩa là đẻ ra nó là tướng bạch kim ấy, bọn tướng đặc biệt đấy, thì nó được dùng rất là nhiều, mà bọn đấy thì lại có thể là kể cả là nông dân hay là vừa nông dân hay là người nạp đều có thể sở hữu được đấy. Nó không, bọn bọn kia nó còn dễ kiếm hơn cả con Vĩnh Sinh cơ, nên là nó cũng dễ dùng đấy. Cứ từ từ anh em build lên là có, nên là cái việc mà nâng cấp Chu Du trong thời điểm hiện tại bây giờ tôi thấy cái boost mưu sĩ à, nghe nó không hợp lý, bởi vì team kia bọn kia không có con nào mưu sĩ cả. Ừ, mà ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì Vĩnh Sinh được dùng khá là nhiều, mà các bạn biết là sát thương đến từ con Vĩnh Sinh rồi, sát thương nó còn từ con Vĩnh Sinh nó khá là to, mặc dù là sao nó thấp thôi đấy. Tuy nhiên là kỹ năng của Vĩnh Sinh thì nó lại dùng công vật nhiều hơn là công phép, nên thành thử ra là cái giảm pháp phòng và giảm miễn thương phép của con Chu Du này nó lại không ăn ý lắm với con Vĩnh Sinh.
Thà như là tôi nghĩ là giảm vật phòng hay là miễn miễn thương vật ý, thì nó sẽ làm cho con những con tướng kia nó mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, kiểu vậy. Cá nhân tôi thấy là vậy. Còn thực sự đấy là quan điểm cá nhân nhận xét khi mà nó đọc kỹ năng thôi. Còn việc con này nó có thực sự là ok hay không hay là nó dùng đến đâu ấy thì câu chuyện đó lại câu chuyện phải được test tướng cơ. Chứ còn nhận xét chỉ đến ở đó thôi. Đấy, phải mang nó vào trận, phải đi PK thử xem là cái lượng sát thương kỹ năng mà nó tăng cho con Chu Du và cái lượng mà pháp phòng hay là miễn miễn thương phép bị giảm sẽ làm sẽ hai cái đấy nó cộng dồn lại thì sẽ làm cho con Chu Du có lượng sát thương đam to đến đâu, hay là các tướng mưu sĩ hay các tướng sát thương phép đi cùng với Chu Du sẽ gây sát thương đến đâu thì chúng ta vẫn phải test mới biết được. Chứ còn bây giờ thì chịu, mình cũng chỉ đưa ra được cái kỹ năng cho mọi người thôi. Còn cái câu chuyện anh em có thể nhận xét kỹ năng này theo quan điểm cá nhân của các bạn thì các bạn có thể để comment dưới phần bình luận, anh em ta cùng thảo luận với nhau. Còn cái phần thiên phú này thì hôm bữa mình cũng nói rồi, hay là những cái phần nâng cấp cái này là nâng cấp không biết là dịch là nâng cấp cái gì nhỉ, cái này là nâng cấp mẹ gì, trên đây là nâng cấp thiên phú, à nâng cấp thuộc tính, trên đây là nâng cấp thuộc trên đây là nâng cấp thiên phú, dưới đây là nâng cấp thuộc tính ở đấy kiểu vậy. Thì chúng ta sẽ bàn với nhau sau. Còn bây giờ thì có lẽ video này mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Các vị tướng kia thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm các hình ảnh của nó khi mà mấy ông top đăng tải để có thể sắp kỹ năng cho mọi người nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I.